Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy trong cái bài số 2, chúng ta đã đi xong các cái phương trình lượng giác rất là cơ bản, đó chính là sin x, cos x, tan x, cotan x bằng a. Sau đó chúng ta sẽ biết cách đặt điều kiện cũng như là cách giải rồi. Có đúng không nào? Chúng ta có cần thầy nhắc lại một chút xíu cái phương pháp giải của bốn cái phương trình cơ bản gọi là phương trình cơ sở này không nào? Đây các em. Thầy nhắc nhanh nha. Như vậy ví dụ như thì nó đơn giản là sin x mà bằng a, phải không? Thì ở đây chúng ta làm như nào đó, chúng ta sẽ đưa về a này, chúng ta đưa về là sin sin gì, sin gốc alpha nào đó, bằng cách chúng ta bấm shift sin a trong máy tính, ta đưa về sin alpha. Khi đưa về sin alpha thì nó nhận được mấy giá trị, riêng sin là nhận được hai giá trị, nghĩa là x sẽ bằng là alpha cộng gì k2b, và x này sẽ bằng là b trừ alpha cộng k2b, trong đó k thuộc z. Các em hiểu chưa nào? Còn đối với lại cos thì nhắc nhanh nha. Đối với cos x bằng a thì ở đây nghĩa là trong cái bài số 3 này này, một số phương trình lượng giác thường gặp thì chúng ta phải đưa về giùm thầy, chúng ta làm như nào đó, bằng cách nào đó chúng ta đưa về các cái phương trình cơ bản này để chúng ta giải. Như vậy thì mục đích của nó đó chính là sự biến đổi. Sự biến đổi này đó chính là dựa vào các công thức và các cái công thức, rồi chuyển vế, đổi dấu, rồi dựa vào điều kiện. Khi đó chúng ta lấy và loại nghiệm rồi thỏa mãn điều kiện hay không, và đặc biệt chúng ta phải dựa vào các cái phương trình cơ bản này để chúng ta giải, để chúng ta đi tìm x, tìm cái biến của nó. Cái miệng chưa nào? Thì game ở đây chúng ta sẽ bấm shift code a ha, thì chúng ta đưa về cos alpha. Thì ở đây chúng ta nhận được cũng hai giá trị, nên là x này sẽ bằng là alpha cộng gì game, cộng k2b, và x này sẽ bằng là âm alpha cộng k2b. Các em nhớ như vậy, và k đây cũng thuộc z. Còn đối với tan x bằng a thì chúng ta cũng bấm shift tan ha, shift tan, chúng ta đưa về ở đây là tan x sẽ bằng tan alpha ha. Còn cái điều kiện khi mà nhớ này, khi mà có tan hay cotan á, tan thì em biết rằng là bằng sin trên cos, cotan là bằng cos trên sin. Như vậy khi có tan này chúng ta phải đặt điều kiện, đó chính là cos x phải khác không, nghĩa là x sẽ khác là b trên 2 cộng kb. Em nhớ chưa nào? Đó, cái đấy thì ở trong các clip trước, ở trong bài số 2 thầy đã nói rất là rõ rồi ha. Thì chúng ta chỉ quan tâm khi chúng ta đưa về là tan x bằng tan alpha thì chúng ta tương đương ở đây là x sẽ bằng là alpha cộng kb. Cái anh cotan cũng vậy nha, cotan cũng vậy. Như vậy thì ở đây cotan x bằng a, thì đây chúng ta đưa về cotan x sẽ bằng cotan alpha, thì chúng ta tương đương là x sẽ bằng là alpha cộng kb. Và ở đây các em lưu ý giùm thầy á, nhớ là khi có tan cotan là chúng ta phải đặt điều kiện, riêng cotan là bằng gì, cos trên sin, sin x khác không, nghĩa là x sẽ khác kb. Các em nhớ thế nào? Đó, một số cái cơ bản như này chúng ta nắm để mà chúng ta có thể học tốt được cái bài số 3 này. Các em rõ chưa? Còn khi nó rơi vào trường hợp đặc biệt, ví dụ như là bằng 0 hoặc bằng âm 1, bằng 1 đối với phương trình sin với cos, thì trong clip trước thầy đã chỉ cho các em cái cách lấy nghiệm rồi. Ok, rồi. Và đặc biệt một số bạn bảo là ồ em bị mất kiến thức cơ bản ở đây, thì thầy khuyên các em nên lật lại ở cái bài số 3 chương cuối cùng của học kỳ 2 năm lớp 10, công thức lượng giác, để chúng ta học, để chúng ta có thể biến đổi một cách linh hoạt nhất về các công thức lượng giác, để chúng ta từ đó chúng ta có học thể vững ở trong những cái nội dung này, ở trong chương 1 này, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang cái phần thứ nhất, đó chính là cái phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Ta đi một định nghĩa, những phần nào nó đã có trong sách thì thầy đánh dấu để chúng ta ghi chép, còn phần nào mà cần cái sự giải thích của thầy nha, cần sự giải thích và cần cái sự biến đổi và giải các hoạt động cho các em là thầy sẽ làm, được chưa? Chứ còn phần định nghĩa thì chắc chắn là gì, nó đã có sẵn trong sách rồi.
Định nghĩa này, phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác là phương trình có dạng AT cộng B bằng 0. Trong đó AB là các hàng số và A này, cái điều kiện A này chúng ta phải 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 khác 0. Chứ nếu như mà nó bằng 0 thì cái phương trình bậc nhất này nó sẽ không có nghĩa, nó không tồn tại. Em hiểu chưa nào? Và T là một trong các hàm số lượng giác. Như vậy thì em nhớ này, chúng ta ở ngay ở trong cái chương trình toán học lớp 7 chúng ta được học, các em nhớ AX cộng B bằng 0 không? Ừ. Phương trình bậc nhất này, một ẩn này. Như vậy thì cái này cũng vậy, nó là AT cộng B bằng 0. Thì T này là một trong những hàm lượng giác, đó chính là gì? Sin, cos, tan, cotan. Vậy thôi. Đó, một trong những hàm này. Thì cái phương pháp giải nó gần như cái cách đi tìm X. Nghĩa là các em sẽ chuyển cái cộng B vào đây, đổi dấu trở thành âm B. Nếu như nha, AX cộng B bằng 0 này, thầy nói nhanh cái giải này chúng ta chuyển cái âm B này. Thầy nói cái dương B này qua đây để đổi dấu, nghĩa là nó tương đương là AX sẽ bằng âm B, có đúng không? Thì từ đây chúng ta sẽ tương đương là X này sẽ bằng là âm B chia cho A. Thì cái âm T này, khi chúng ta thấy T này vô đây cũng vậy, T này cũng sẽ bằng âm B chia cho A. Và chúng ta hình dung cái T này là một trong các cái hàm số lượng giác chúng ta được học là sin, cos, tan, cotan. Và giữa tan và cotan, các em nhớ như thầy một công thức rất quan trọng, tan x nhân cotan x sẽ bằng 1. Cái này rất quan trọng. Từ đây chúng ta có thể ví dụ suy ra cotan x sẽ bằng 1 chia cho tan. Tan x nghĩa là nó giao thoa với nhau. Công thức này rất là hay áp dụng trong tan và cotan. Các em rõ chưa? Đó. Rồi, đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ví dụ 1 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ví dụ 1 em. Ở câu A, tại vì ở sao thầy làm? Tại vì ở đây cái hoạt động 1 là giải các phương trình trong ví dụ 1. Như vậy thì trong ví dụ 1, người ta đưa ra hai phương trình để mà áp dụng cái phần định nghĩa ở phía trên. Nó có dạng là AT cộng B bằng 0. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây ta có là 2 sin x trừ 3 bằng 0. Bây giờ thầy xác định này, cái hệ số A chúng ta ở đây là số 2 khác 0 là được rồi này. Cái T hồi nãy tương ứng là cái hàm sin này. Cái B cộng B tương ứng là âm 3 ha? Thì ở đây chúng ta cũng giải tương tự như vậy. Bước đầu tiên chúng ta chuyển cái âm 3 này qua bên đây đổi dấu, được chưa? Như vậy chúng ta tương đương là 2 sin x sẽ bằng 3, có đúng chưa? Đó, nên là chúng ta sẽ tương đương là sin x này sẽ bằng là 3 phần 2. Đó, mà các em biết rằng 3 phần 2 là bằng mấy? Là bằng 1,5. 1,5 thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn như nào? À, nó sẽ lớn hơn số 1, có đúng không? Tại vì sin x cái điều kiện của cái hàm sin, nghĩa là giá trị tuyệt đối của sin nó sẽ nhỏ hơn bằng 1, nghĩa là nó nằm ở trong cái khoảng là từ 1 cho tới âm 1, từ âm 1 cho tới 1, nó nằm trong khoảng đó thôi. Mà ở đây chúng ta giải ra là 1,5, chứng tỏ cái phương trình này chúng ta không cần giải gì cả các em ạ. Và chúng ta kết luận là phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm. Chúng ta có thể giải thích là vì giá trị đó của sin x nó sẽ nhỏ hơn bằng 1. Được chưa? Hay là chúng ta ghi cái khoảng từ âm 1 cho tới 1 ra, sin x nó nằm trong khoảng đó. Hiểu đúng không nào? Chúng ta sẽ đi sang cái câu B, chứ không phải tới đây cố mà dùng máy tính bấm shift sin 3/2 rồi đưa về cái dạng sin x bằng sin alpha giải là coi như là người đó là mất cái kiến thức cơ bản của phần lượng giác là trầm trọng đó. Thầy nói thật sự là như thế. Rồi, câu B là chúng ta có căn bậc 2 của 3 tan x sẽ cộng 1 bằng 0. Ha. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Chúng ta chuyển vé đầu dấu, chuyển cộng 1 này qua. Ta tương đương là căn 2 của 3 tan x sẽ bằng âm 1. Có đúng không nào? Ta tương đương tiếp căn 2 của 3 tan x. Từ viết cái bước này nó lại thừa, mà thầy sẽ ra luôn tan x sẽ bằng là âm 1 phần căn 2 của 3. Tới đây chúng ta trục căn thức ở mẫu, còn nhớ trục căn thức ở mẫu bây giờ thầy làm chậm này, nghĩa thầy nhân hai vế với gì, căn 2 của 3, nghĩa là trừ 1 nhân căn 2 của 3. Thầy làm rất chậm nha, một số bạn sợ cái căn bậc 2 này bị quên á, thì thầy sẽ làm giống như của năm học lớp 9 này, cái chương 1 của năm lớp 9 căn bậc 2 các em còn nhớ nè. Rồi, ok. Như vậy thì đây sẽ bằng là âm căn 2 của 3 trên 3.
căn 2 của 3 nhân căn 2 của 3 thì bằng 3. Như vậy khi đó chúng ta có là tan x sẽ bằng là âm căn 2 của 3 trên 3. Cái này chúng ta sẽ dùng máy tính chúng ta bấm, hoặc là chúng ta sẽ tra ở cái bảng lượng giác cái cung đặc biệt của nó. Các em hiểu nào? Như vậy thì các em biết rằng là nếu như mà tan của bao nhiêu đó, thầy đặt này, tan của bao nhiêu thì bằng căn 2 của 3 trên 3, thì đó chính là tan mà tan của pi trên 6. Pi trên 6 nghĩa là bằng bao nhiêu độ? Nghĩa là tan 30 độ đó, sẽ bằng là căn 2 của 3 trên 3. Nhưng mà ở đây có dấu âm thì chứng tỏ là nó sẽ ra được là tan của âm pi trên 6. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta đưa về là tan x sẽ bằng là tan của âm pi trên 6. Riêng cái dấu âm này, riêng âm này thì chỉ có anh nào cos x bằng cos của âm x, chỉ có cos thôi, cos đối sin bù phụ chéo. Các em hiểu không? Ok, nhưng phải nhớ cái giùm thầy cái đấy, tan cô tan. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ, sau khi chúng ta đưa về như vậy, nó đưa về cái cơ bản rồi. Như vậy thì nó có dạng là x tan x bằng tan alpha. Như vậy x này sẽ bằng là alpha cộng gì, cộng k bi, trong đó k thuộc z. Các em hiểu không? Thì đây chính là cái nghiệm của nó, được chưa? Nó rất là đơn giản như vậy thôi các em. Ở đây á, thầy quay như này các em rất là dễ học và rất là dễ nhìn nhận. Tại vì khi chúng ta học thì chúng ta cũng theo dõi trình tự trong sách, nên khi mà được thầy dạy theo trình tự trong sách này thì nó rất là ok rồi, đúng không? Chúng ta đi sang trang 30 nha. Đây là cái phần 2, là cái phần cách giải này các em. Cách giải, được chưa nào? Giống như nãy thầy nói thôi, chuyển vế rồi chia hai vế phương trình 1 cho A, ta đưa về phương trình lượng giác cơ bản sin cos tan cotan ha. Bây giờ chúng ta đi sang cái ví dụ 2 nhé. Tại vì ở cái ví dụ 2 này thì ở trong sách giáo khoa người ta đã giải rồi, nên thầy không giải nữa. Tại vì ở trong ví dụ 1 là đó là hoạt động, nên là bắt buộc thầy phải giải cho các em. Câu A các em nhìn nè, ở đây người ta sẽ chuyển cái cộng 5 qua bên đây, sau đó cos x này sẽ bằng là âm 5 chia 3. Mà âm 5 chia 3 thì cái anh cos và anh sin thì nó cũng như nhau, nó cũng nằm trong cái khoảng là gì, từ âm 1 cho tới 1, cái điều kiện của nó. Mà đây là âm 5/3, chứng tỏ nó gì, nó nhỏ hơn cái âm 1, chứng tỏ cái này vô nghiệm, giống như câu A hồi nãy thầy đã giải của ở cái ví dụ 1, hiểu chưa? Rồi còn bây giờ câu B này, câu B chúng ta làm tương tự thôi, chúng ta chuyển cái ba này qua bên đấy, sau đó cái cotan x này sẽ bằng 3 chia cho căn 2 của 3. Mà số 3 này tại sao ra chỗ đây em? Thầy nói nhanh chút chỗ đây nè. Nói chỗ đây để cho các em hiểu một xíu. Cotan x sẽ bằng hồi nãy nghe chỗ đây là đây đúng không? 3 như này ha. Thầy sẽ biến đổi ra cái giống như trong sách nha. Sẽ bằng cotan x sẽ bằng là 3 chia căn 2 của 3. Mà 3 ở đây á, 3 ở đây thầy có thể viết trở thành căn 2 của 3 nhân căn 2 của 3 chia căn 2 của 3 ở đây. Như vậy căn 2 của 3 chia căn 2 của 3 hết, như vậy nó còn lại là căn 2 của 3. Nên tại sao người ta lại đưa về được cái này? Mà các em biết rằng là cotan của bao nhiêu bằng căn 2 của 3 thì ở trong sách giáo khoa người ta đã giải rồi này. Đó chính là gì? Pi trên 6 này. Đó, ta đưa về xong. Hiểu nào? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần 3 nhỏ này nhá. Rồi, chúng ta đi sang phần 3 nhỏ luôn em, do sách của thầy. Được chưa? Chúng ta nhìn thấy đúng không? Tay trên đây cho thầy vịn ở trên đây nha. Rồi, phương trình đưa về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Ví dụ 3, ở đây trong sách có nhưng mà thầy sẽ tiến hành phân tích để các em hiểu tại sao nó ra như vậy nha. Các em nhìn câu A nè, câu A khá dễ nên thầy, các em cần phải nắm các công thức chắc, các công thức lượng giác em nhé. Câu A này, 5 cos x trừ sin 2x bằng 0. Các em thấy ở đây x mà đây là 2x không? Thấy chưa nào? Như vậy này, các em nhìn người ta biến đổi này. Các em nhớ không thầy công thức này? Sin 2x thì bằng 2 sin x cos x. Nhớ những công thức này nha. Có được chưa? Như vậy thì ở đây các em thấy nè, khi đó người ta biến đổi này, cái này 5 cos x ghi lại thấy giống nhau không? Trừ 2 sin 2x người ta lại đưa về là 4 sin x cos x. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết rằng là sin 2x á, là bằng là 2 sin x cos x.
Mà ở đây nó có số 2 này. Có số 2 đây, như vậy chúng ta lấy 2 nhân 2 đây, như vậy chỗ đây sẽ là bằng 4 này. Thấy chưa nào? Bây giờ tại sao hiểu cái chỗ này chưa? Bây giờ thầy đang phân tích từng bước để tại sao người ta lại làm như vậy đó. Khi đó các em thấy gì chung này, có cos x này. Cos x chung này. Người ta sẽ đặt cos x ra chung như này. Cái việc đặt ra chung là dễ rồi. Các em nhớ là cái phương trình tích á, a nhân b bằng 0 này thì suy ra là a bằng 0 hoặc là b bằng 0 hoặc là cả a b là cùng bằng 0. Đó, như vậy thì ở đây người ta đưa về được là gì? Người ta cho là cos x này sẽ bằng 0 và 5 trừ 4 sin x này bằng 0 này. Các em ký hiệu ở đây là dụ 1, ở đây 2, chúng ta giải 1 ở đây là đây này, cos x bằng 0. Thì ở đây là rơi vào trường hợp đặc biệt, chúng ta không phải là lúc nào trong đầu cũng phải là cos x bằng cos alpha, x sẽ bằng là cộng trừ alpha cộng k2π, không phải, mà nó rơi vào trường hợp đặc biệt là 0 hoặc là 1 hoặc là âm 1 thì các em phải nhớ nó chỉ có lấy là một dòng thôi và một dòng thôi chứ không phải là hai dòng, tại vì khi đó các cái đường thẳng này nó trùng nhau, các cái điểm, các cái đường thẳng, các cái nghiệm của nó trùng nhau rồi. Các em hiểu chưa nào? Ở trong clip trước thầy đã nói rồi mà. Như vậy thì cos x bằng 0 thì tương đương là x sẽ bằng là pi trên 2 cộng k pi, k thuộc z, một nghiệm, được chưa? Tương tự như vậy. Đây. Qua bên đây nè. Giải cái 2 đây thì ở đây người ta tính ra là sin x bằng 5/4. 5/4 nghĩa là lớn hơn 1. Mà sin x thì nằm trong cái khoảng đó chính là từ âm 1 cho tới 1. Như vậy cái này là vô nghiệm. Như vậy thì cái phương trình kia nó chỉ có một nghiệm duy nhất. Đó chính là x sẽ bằng là pi trên 2 cộng k pi, k thuộc z. Hiểu không? Hiểu đúng không? Đó. Tiếp tục ở câu B này. Câu B này. Các em thấy nhìn vào cái đề bài này. Ở đây các em nhìn này, nhìn thầy phân tích một chút xíu ở chỗ đây để các em hiểu nha. Cái 8 sin x cos x cos 2x sẽ bằng âm 1. Các em nhìn chỗ này này. 8 sin x cos x mà các em biết rằng là cái số 8 này thầy sẽ có thể tách ra thành là 4 nhân 2 sin x cos x nhân cos 2x bằng âm 1, có đúng không? Mà cái 2 sin x cos x này thì thầy có thể viết trở thành là sin 2x bằng âm 1. Các em có hiểu không? Đó, tiếp tục. Các em thấy không? Đây sin 2x với cos 2x rồi này, thầy lại tách cái số 4 này trở thành là 2 nhân cho 2 sin 2x cos 2x sẽ bằng âm 1. Thì riêng cái này không, nó đã là bằng là gì? Các em sin 4x. Chứ gì nữa? Sin 4x. Như vậy đây là 2 sẽ bằng là âm 1. Từ đây thầy suy ra sin 4x sẽ bằng là âm 1 phần 2. Và tới đây cái việc giải rất là đơn giản. Các em hiểu không? Riêng cái này không á, là nó đã bằng sin 4x. Còn số 2 này viết xuống ở đây. Các em cứ tách như vậy. Đấy. Được chưa? Hiểu không? Đó. Ok. Hiểu nào? Mà âm 1/2 ở đây thầy đưa về là sin của âm pi trên 6 này. Sau đó chia 2 vế cho 4, chia 2 vế cho 4. Ngay chỗ đây sin đó là cái giá trị thứ hai là bằng pi trừ thành cộng là bằng 7 pi trên 6 này. Tới đây thì dễ rồi. Được chưa? Đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây sẽ là kết thúc em. Ở trong clip tiếp theo thầy sẽ chia nhỏ ra như vậy để làm gì, để khi á mà thầy giải cho các em và hướng dẫn các em nó rất là dễ, và chúng ta chỉ cần học ở trong 19 phút này là chúng ta đã nắm được rất là chắc ở cái phần 1. Và thầy khuyên các em chuẩn bị chúng ta học ở cái tiết 2 ở phần 2 la mã này, chúng ta cần phải, bạn nào còn quên cái công thức lượng giác ở cái bài số 3 học kỳ 2 năm học lớp 10, chúng ta nên nhanh chóng học và lấy lại công thức giùm thầy, để từ cái phần 2 này cái việc biến đổi nó cũng khá phức tạp hơn một chút so với phần 1. Nên thầy khuyên em một điều như thế. Ok, như vậy các em nhớ like, comment tích cực, chia sẻ bài giảng giúp thầy, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận được những video mới nhất của thầy, đặc biệt là các em 2K3. Tại 2K3 là thầy dạy là sách giáo khoa là hoàn toàn miễn phí chứ không có thu phí em ạ. Và thầy mới ra được sách giáo khoa thôi, chứ sách bài tập thì cũng chưa nha các em thông cảm. Ok, cảm ơn em, bye bye nhé.